Rồi, chào mọi người. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái mũi khoan bốn cạnh của hãng Senka ha. Senka này là sản xuất theo công nghệ của Đức nha. Hàng công nghệ của Đức, hàng tiêu chuẩn đó. Made in PRC. Đây. Made in PRC của Trung Quốc á. Thì những cái hàng mà nó made in PRC dù sao cũng chất lượng cũng ok hơn là China. Thì hàng này đó, Senka này bên tôi đi về có loại là 4 4 size, cái đó là 6 ly, 8 ly, 10 và 12 ha. Thì ở bên bên đây là 6 nè, 6 ly nè, 8 ly nè, cái này là 10 nè, 12. Thì những cái mũi khoan này á, là bên tôi về cái này là chui gài nha, chui gài, mũi khoan chui gài đó, mũi khoan chui gài được là bằng thép rất là tốt à. Thì nó có in chữ Senka trên đây đó, rồi thấy chữ Senka nha, 6 ly. Thì cái chiều dài của tôi đặt hàng này á, là nguyên cái cây này là 160 mm á, thì nó ghi trên đây nè à. Đây là 160 mm nè, thì khoan sâu tối đa là được 100, đây nó ghi rất rõ ha, khoan sâu tối đa là được 100 mm, là từ ngay chỗ cái thằng đầu này lên tới đây là một tấc, nó tới đây nè, ở đây là cái của nó. Thì cái này có đặc biệt chỗ là nó dùng là bốn cạnh, ngồi để ý nè, cái cạnh này nè là bốn cạnh nè, nó được thiết kế là hai cạnh ngang và hai cạnh dọc. Cái ưu điểm bốn cạnh này là gì? Nhất là khoan lỗ rất là ngọt và cái lỗ rất là tròn ha. Khoan lỗ ngọt và tròn và cái độ bền nó sẽ gấp nhiều lần so với hai cạnh đó, cái độ bền rất là nhiều lần so với hai cạnh. Đây tôi quay cận cảnh rồi xem ha. Đó, cái này là cái 6 ly. Thì tôi sẽ khui ra hết rồi xem. Thằng này là 8 ly. Thằng này là 10. Đây là 12. Đó, thì bỏ những cái hộp này qua bên đi cho người dễ hình dung. Đây. Quay sát cho mọi người quan sát được là cái ưu điểm đó ha. Thì người để ý là nó là bốn cạnh nè, thấy chưa? Hai cạnh ngang, hai cạnh dọc. Những cái mũi này nó rất là ok, khoan lỗ rất là tròn. Độ bền rất là cao mà cái giá của nó thì rất là ok chứ nó không có mắc. So với hai cạnh thì nó không có mắc, mắc hơn chút thôi. Hàng của Senka thì mọi người yên tâm rồi. Sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức nha. Nên chất lượng rất là ok, nhìn thấy cái loại thép đó nè. Những cái thép của nó nè, đó, thép rất là đẹp, cảm nhận tôi đây chất lượng rất là tốt, này là mũi khoan bốn cạnh nha, đó, mũi khoan bốn cạnh, bốn cạnh, thì cái giá của nó thì cái nhỏ nhất á, là 40.000, 6 ly là 40, đây, cái này là 6 ly là 40.000, 8 ly là 45, 45. 10 ly là 50 và cái này là 55.000. Theo tôi nghĩ giá nó không mắc ha. Giá rất là ok. Thì bên tôi đem về là từ nhà cung cấp ha, trực tiếp nên không có qua khâu trung gian, nên rất là tốt ha. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng như mũi khoan bốn cạnh này liên hệ với tôi số điện thoại là 0942309090 ha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.